Đây đang là tại địa điểm bót mạnh thương lương trên trường Bạch Nam, và số lượng người chơi đang có mặt bây giờ đã chật cứng màn ảnh rồi. Đạo Thanh chơi nhân thì đã chết ở trên sa mạc 3, và đến bây giờ thì mạnh thương lương đang chuẩn bị lên bảng điểm số ở trên trường Bạch Nam. Trên trường Bạch Nam còn thêm cả một đường vía nữa. Vâng, vậy là Trùng Dương ở băng Ngọa Long đã tiêu diệt được con mạnh thương lương em nhá. Nhặt anh em ơi. Ôi giời ơi, anh em ơi, cho tôi nhặt với anh em ơi, cho tôi nhặt với. Hôi của em, hôi của anh em ơi. Đông quá anh em ạ. Vâng, xong tiếp anh em ơi, xong tiếp, đã đi tiếp em ơi, còn một con nữa. Còn một con đường phi yến nữa, con boss của đường môn nữa. Đây, nếu mà ẩn người chơi đi thì như này anh em ơi. Nhưng mà nhìn thấy nó không đẹp, cứ bật lên cho nó sáng sủa anh em ạ. Server cấp cao nhất đang là 111 em nhé. Server mở ra là được 1 tháng 5 ngày rồi. Anh em xem cái dòng chữ xanh nhấp nháy ở bên dưới màn hình. Đường link tải game sẽ là zvietnam.net. Đâu đấy, bot đâu, có đường phi yến đâu. Đâu? Đâu? Bot đâu em, bot đâu? Đông quá, thậm chí là em tắt cả người chơi đi rồi mà vẫn không nhìn thấy bot em ạ. Đông quá. Ôi giời ơi, đứng đây làm cái gì? Đây đang là con boss thứ 3 ở trong ca boss ngày hôm nay. Con boss này thì có tên là Đường Phi Yến anh em ạ. Chưa có công thành anh em ơi, server mới mở ra được 1 tháng 5 ngày mà. Chắc sắp tới là có công thành đấy. Ôi giời ơi, người chơi đông thế này thậm chí là không nhìn thấy boss đâu nữa cơ. Rồi boss chết rồi anh em ơi. Bang hội vợ khầy bú, bang hội ma. Sao có bang hội tên là ma nhở? Mình tưởng nó có bang mờ, sao lại có bang ma là bang nào nhở? Bang mờ này. À anh em có cả bang ma này. Ôi rồi, các ông không đổ sát để cho cái bang clone họ này ăn mất boss này. Ôi rồi ôi, xấu hổ chưa, xấu hổ quá anh em ơi. Bang ma họ ra được boss rồi nha. Xong ba con boss vợ khầy bú, gấp cái tên nghe khó đọc quá anh em ạ. Xong thì mình đã cho anh em vào xem đánh tống kim nhá. Tống kim rất đông. Quá khủng khiếp. Không nhặt được anh em ạ. Chào anh Quốc Toàn nhé, chào Hữu Linh, chào Tuấn Cao. Ủa lát không tính boss em ạ. Rồi đây. Nào, cho mình vào mình nhặt hôi xong rồi anh em mình đi săn. Xong em mình đi ấy nhá, em mình đi tống kim nhá. Đến giờ tống kim rồi em ơi. Đến giờ tống kim rồi. Đi không đi thẳng. À đây boss em ơi, boss đây rồi nha, boss đây rồi nha. Là bắt đầu. Phang em ơi. Hôm nay thì ngày đầu tiên chúng ta ra con boss Thanh Tuyệt Sư Thái ở trên mạng Bắc Thảo Nguyên. Lối vào duy nhất của mạng Bắc đó là bờ bên kia của Phong Lăng Độ, hoặc là dùng truyền tống lệnh để lên. Và anh em có thể nhìn thấy được số lượng người chơi đang tham gia săn boss là đông như thế nào. Đã là 10 rưỡi rồi. Đêm đã về khuya, nhưng sự sôi động của server Tụ Hiền Trang này vẫn không phải vì thế mà giảm xuống được. Vẫn rất đông anh em ạ. Chật kín rồi. Bot đã lên đam rồi, 5.8 triệu. Chín triệu rồi, em thấy không?
quá đông. Có lẽ nó vừa rơi vào tầm khoảng gần 1.000 ác ở trong cái địa điểm này rồi. Vàng máu rồi anh em ạ. Bảng của chúng ta là Võ Lâm PC anh em nhé. Và thu phí là 30 xu một tháng, tương đương tầm 25 xu. Nhưng mà nếu anh em đi tống kim đều, cứ đi một trận tống kim trên 12.000 điểm tích lũy thì sẽ được tặng một cái thẻ giờ chơi. Đấy, anh em đi tống kim nhiều thì sẽ không mất giờ chơi anh em ạ. Nào nào thôi, nhặt 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 chạy hôi của hôi của hôi của hôi của. Rồi, hôi của ai giết được? Ai giết được? Không hiện ai giết à? Hôi của ấy, hôi của em, hôi của, hôi của. Hôi của, hôi của. Đến cái giờ này hôi của em mà đông quá. Kiểu gì cũng không nhặt được. À, vứt máu ra rồi, vứt máu ra rồi, nhặt nhặt, nhặt tay không biết được không đây. Anh em ơi cho tôi miếng, em ơi cho tôi ít rác tôi đi bán đi em ơi. Đúng là một ngày 1.000 anh Ngọc Hoàng ạ. Không đến 1.000 đâu. 30 xu nó bằng 24.000 thôi mà. Một ngày chỉ đến 1.000 đâu. Kiểu gì rác không có mà nhặt anh em ạ. Ôi rác cũng không có mà nhặt, sợ thật đấy. Hết hết không có một cái gì luôn. Thôi đi về về về. Về tôi anh em ơi. Cảm ơn anh em nhá đã đồng hành cùng với mình suốt gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Hẹn em vào tối mai, em muốn follow đi. Ngày mai sẽ livestream tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.